Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vi. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật trên thế giới trong bản tin tối nay. Thưa quý vị, sắc đỏ bao trùm Fuwo trong phi giao dịch cuối tuần vừa qua dẫn đầu đại giảm điểm là nhóm ngành y tế sức khỏe. Kết thúc phiên dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,19%, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq lần lượt giảm ở mức 0,24% và 0,23%. Sau chuỗi tăng điểm liên tiếp nhờ những phản ứng tích cực với cam kết giảm thuế, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm chính sách kiểm soát với ngành dược và ngân hàng của tân tổng thống Donald Trump, phố Wall đã có dấu hiệu chuyển lại trong phiên cuối tuần áp lực chốt lời cũng như tâm lý thận trọng trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn và chờ đợi chính sách sẽ triển khai như thế nào trong nhiệm kỳ của ông Trump khiến phố Wall có hai phiên dịch cuối tuần không mấy sôi động. 6 trong số 11 nhóm ngành trong rổ tính của S&P 500 đã đóng cửa với mức giảm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm ngành y tế sức khỏe với mức giảm 1,2%, nhóm hàng tiêu dùng cũng giảm mất 0,4%. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành năng lượng tăng nhẹ 0,5% sau báo cáo đầy triển vọng về số lượng dàn khoan cho thấy nhu cầu đang tăng cao. Nhóm ngành tài chính chốt phiên cũng tăng nhẹ 0,08% và kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhóm này đã có mức tăng 10,8%, trước những triển vọng về khả năng tăng lãi suất của Fed, khi có tới 83% nhà đầu tư nhận định khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 tới đây là rất cao. Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Các chuyên gia nhận định áp lực giảm vẫn còn khi có nhiều dự báo Fed nâng lãi suất vào tháng sau. Kết phiên giao dịch ngày 21 tháng 11, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Shanghai của Trung Quốc tăng 0,8%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,4%. IS-200 của Úc giảm 0,2%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tiếp tục tăng tốc mạnh, có lúc chạm mức cao nhất trong 10 tháng, sau khi đồng yên yếu đi so với đô la Mỹ hỗ trợ các mã xuất khẩu. Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, đồng đô la liên tục tăng và chạm mức cao nhất trong 6 tháng. Trong phiên này, tỷ giá yên đô la đạt mức 111,12 yên đổi 1 đô la Mỹ. Các chuyên gia nhận định đà tăng giá đô la sẽ còn tiếp tục. Mặt khác, giá dầu tăng 1% trong phiên ngày 21 tháng 11 cũng là động lực giúp nhóm năng lượng tại châu Á tăng điểm. Giá dầu tăng sau khi đại diện Nga và Iran lạc quan rằng có thể đạt được thỏa thuận chi tiết về cắt giảm sản lượng trong cuộc họp OPEC diễn ra vào cuối tháng này. Ngoài ra thị trường khu vực vẫn còn đang chịu áp lực từ khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng sau, thị trường Úc và Hàn Quốc giảm điểm. Ngay tại vòng sơ loại đầu tiên của phe cánh hữu và trung hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống Pháp đã bị loại. Theo như tuyên bố sau đó, ông Nicolas sẽ đứng về phía cựu thủ tướng François Fillon trong vòng đấu tiếp theo. Tại cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên phe cánh hữu và trung hữu, cựu tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã bị đánh bại với tổng số phiếu bầu là 21,4%, hai người chiến thắng trong vòng sơ bộ đầu tiên là thủ tướng François Fillon và thị trưởng thành phố Bordeaux Alain Juppé với số phiếu tương ứng là 44,1% và 28,3%. Ông Sarkozy, người từng được cho là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống, tuyên bố sẽ ủng hộ cựu thủ tướng Fillon trong vòng đấu tiếp theo. Như những gì mà tôi đã làm xuyên suốt cuộc đời chính trị của mình, tôi đã luôn đấu tranh cho những giá trị mà bản thân cho là đúng để phục vụ cho lợi ích của nước Pháp. Tôi không cố gắng để thuyết phục đa số cử tri, tôi tôn trọng điều đó. Tôi hiểu rằng họ mong muốn chọn một chính trị gia khác chứ không phải là tôi. Tôi cũng muốn nói thêm rằng mặc cho những điểm bất đồng của tôi với ông Fillon, tôi tin rằng ông ấy là người hiểu rõ nhất về những thách thức mà nước Pháp đang phải đối mặt. Tôi sẽ bầu cho ông ấy trong vòng sơ loại thứ hai. Như kết quả của vòng sơ loại đầu tiên, ông Fillon đang là người chiếm ưu thế để giành chiếc vé tranh cử vào vị trí tổng thống Pháp. Chiến thắng của cựu thủ tướng Fillon được cho là ngoài mong đợi và trái với mọi lời dự đoán trước đó. Suốt nhiều tháng qua, tôi đã hết sức bình tĩnh và nghiêm túc đưa ra những tuyên bố chính xác và mạnh mẽ. Tôi làm tất cả vì đất nhân dân Pháp, vì đất nước mà tôi yêu thương bằng cả trái tim. Trái với mọi lời dự đoán, tôi đã được ủng hộ bởi những người chọn nước Pháp, những người tự hào để nói lên sự thật. Ông Fillon và ông Jube sẽ bước vào vòng đấu sơ bộ lần 2 được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 tới. Cuộc đấu này sẽ chọn ra ứng cử viên chính thức đại diện cho phe cánh hữu đứng ra tranh cử tổng thống Pháp vào tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị, hãng xe hơi Volkswagen của Đức đã thống nhất cắt giảm 30.000 việc làm cho đến năm 2020. Đây là động thái của hãng trong việc tiết kiệm chi phí và tái cơ cấu lợi nhuận sau vụ scandal khí thải trong năm vừa qua. 30.000 việc làm tại hãng xe hơi Volkswagen sẽ bị cắt giảm cho tới năm 2020. Việc cắt giảm nhân sự này sẽ giúp hãng tiết kiệm được đến 3,9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tăng biên độ lợi nhuận vào năm 2020 lên 4%, từ mức kỳ vọng trong năm nay là 2%. 23.000 trên tổng số 30.000 lao động bị cắt giảm đến từ các nhà máy ở Đức. Tuy nhiên, lãnh đạo của hãng cũng tuyên bố người lao động không cần quá lo lắng vì việc cắt giảm lao động sẽ không bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện và nghỉ hưu sớm. Đồng thời, Volkswagen cũng tuyên bố sẽ tạo thêm 9.000 việc làm mới trong mảng xe điện, chủ yếu là ở những nhà máy ở Đức. Đây cũng là một trong những động thái của hãng nhằm tái cơ cấu hệ thống lợi nhuận. Hãng hứa hẹn sẽ tạo ra những thay đổi tích cực ngay trong năm tới. Chúng tôi sẽ đầu tư 3,5 tỷ euro để thay đổi thương hiệu của hãng, cụ thể là phát triển mảng xe điện và dòng xe lái tự động. Năm ngoái, ông lớn xe hơi của Đức đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi thừa nhận cài phần mềm gian lận khí thải lên hàng triệu xe ô tô động cơ diesel. Scandal này đã khiến cho Volkswagen đối mặt với hàng chục tỷ đô la Mỹ tiền phạt và bồi thường. Vào ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã tuyên bố sẽ tái tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư trong kỳ bầu cử diễn ra vào tháng 9 năm sau. Nhiều nhà quan sát nhận định đây là nỗ lực duy trì sự ổn định sau khi đã có nhiều biến động trên nghị trường thế giới. Tháng 6 năm 2016, Anh tổ chức trưng cầu dân ý quyết định rút Anh khỏi Liên minh châu Âu. Tháng 11, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chấm dứt hai nhiệm kỳ đảng Dân chủ cầm quyền với chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Trong một phát biểu vào ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cho biết bà sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tháng 9 năm sau. Các nhà quan sát cho rằng đây là nỗ lực duy trì sự ổn định sau nhiều biến cố chính trị thế giới. Bà Merkel năm nay 62 tuổi, đã giữ chức Thủ tướng Đức 3 nhiệm kỳ. Và dù vẫn có nhiều chỉ trích đối với chính sách mở cửa cho người nhập cư vào châu Âu, bà vẫn được coi là người đàn bà thép của nước Đức. Tôi đang nghĩ về chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài. Sau 11 năm giữ chức Thủ tướng, quyết định tái tranh cử lần này là quyết định hết sức quan trọng. Quy định của bà Merkel được đưa ra sau cuộc họp với dàn lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU. Một cuộc thăm dò của viện emnick ở Đức cho thấy có 55% người dân Đức tham gia khảo sát cho biết ủng hộ bà Merkel tiếp tục giữ chức thủ tướng, 39% phản đối. Là vị thủ tướng thứ 8 của Đức sau Thế chiến thứ 2, bà Merkel đã dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế khu vực. Những chính sách của bà được cộng đồng quốc tế đánh giá cao theo đuổi chính trị nghĩa là chúng ta phải cân bằng giữa cái lợi ích và thỏa hiệp tôi luôn nỗ lực dựa trên những giá trị căn bản của nước đức là dân chủ tự do tôn trọng luật pháp và nhân phẩm của tất cả mọi người bất kể sắc tộc tôn giáo giới tính và quan điểm chính trị đó là những gì mà tôi muốn đấu tranh bảo vệ một lần nữa tuy nhiên quyết định duy trì biên giới mở của châu âu trong cuộc khủng hoảng di cư của hàng triệu người vào năm ngoái đã làm dấy lên nhiều chỉ trích nặng nề nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân khiến cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng và không lối thoát làm xảy ra nhiều vụ khủng bố khiến hàng trăm người chết tại nhiều quốc gia phát triển